Chào các bạn, bọn mình là Cuồng Phim Review. Hôm nay sẽ mang tới cho các bạn một bộ phim zombie Hàn Quốc mới được ra mắt trong thời gian gần đây. Truy tìm. Trạm canh gác thuộc khu phi quân sự 21 ở biên giới Nam Bắc Hàn. Một binh sĩ người Hàn giống như mọi ngày đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra. Bỗng nhiên cậu ta nghe thấy tiếng bước chân rồn rập ở xung quanh. Binh sĩ căng thẳng quan sát bốn phía, nhưng cũng không phát hiện ra ai khác. Anh ấy cảm thấy có điều gì đó bất thường, sợ hãi vội vàng bỏ chạy. Đồng đội ở gần đó nghe thấy tiếng kêu thất thanh, lập tức đi qua kiểm tra tình hình. Không ngờ rằng mới chỉ tách nhau ra một lúc, đồng đội của anh đã không còn hơi thở. Cậu quân nhân bị dọa cho một trận, vội vàng giơ súng cảnh giác quan sát xung quanh. Trong lúc hoảng hốt nhìn thấy một cái bóng đen lướt qua rồi nhanh chóng bỏ đi. Cậu ta không khỏi cảm thấy rùng mình. Đột nhiên một lực lớn từ phía sau lao tới hất tung anh ta ra xa. Sau đó chuyện càng khủng khiếp hơn đã xảy ra. Quân đội nhanh chóng tìm tới hiện trường nơi xảy ra vụ án. Cuối cùng xác định được tình hình của hai quân nhân đi tuần tra. Một người đã chết, người còn lại mất tích. Hiện trường còn có một khẩu súng trường bị dính máu. Băng đạn còn nguyên chứng tỏ cậu ta còn chưa kịp nổ súng. Lúc này ở một nơi bí ẩn trong rừng sâu, một đôi mắt màu đỏ máu đang từ từ chuyển động. Bởi vì xảy ra ở biên giới, sự việc này đã thu hút sự chú ý cao độ của phía quân đội. Cấp trên đặc biệt phái đội tìm kiếm thuộc bộ tư lệnh KCST đến điều tra tình hình. Son Jae-jin tìm được manh mối mới ở hiện trường nơi xảy ra vụ án. Trên đất có rất nhiều dấu giày của quân đội Bắc Triều Tiên. Lẽ nào hung thủ là người Bắc Triều Tiên vượt qua biên giới? Điều càng khiến người ta khó hiểu hơn là sau khi xét nghiệm vết máu lưu lại hiện trường, lại cho ra kết quả có nhiễm virus bệnh dại. Jae-jin nhanh chóng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức điều động binh sĩ ở gần trạm canh gác, quyết định quay lại điều tra lần nữa, nhất định phải tìm ra binh sĩ đã mất tích. Nam chính Jong-jin cũng được phái đi thực hiện nhiệm vụ lần này. Biểu hiện ngày thường của anh ấy rất tốt, là đối tượng bồi dưỡng quan trọng của đội điều tra. Khi trời sáng, Jae-jin thông qua hình ảnh từ flycam, tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình Jong-jin dũng cảm đấu lại con sói hoang. Đồng thời anh cũng là người duy nhất trong đội có thể huấn luyện chó cảnh vệ. Nhiệm vụ tìm kiếm lần này anh sẽ mang theo cảnh khuyển để điều tra manh mối. Lúc Jong-jin nhìn thấy Jae-jin trong đội, biểu cảm có chút ngạc nhiên. Hóa ra trước đây bọn họ có quen biết nhau, hơn nữa còn giống như đã từng xảy ra mâu thuẫn gì đó. Nhưng hai người họ nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc, chuẩn bị tập trung tinh thần thực hiện nhiệm vụ. Nhưng bọn họ không biết rằng binh sĩ Ju Moon-chan mà bọn họ đang tìm kiếm đã bị hung thủ vứt ở một bụi cây. Thời gian chậm chậm trôi đi, cậu ta cũng dần dần hồi phục ý thức, nhưng ngay sau đó lại bị một thứ gì đó tấn công. Lần này thực sự không còn hy vọng gì nữa. Nhóm tìm kiếm dựa theo dấu vết tìm kiếm, rất nhanh đã đến khu phòng ngự 21. Bên trong rừng cây phía trước bỗng nhiên có động tĩnh. Jong-jin sau khi dùng thiết bị nhìn ban đêm, nhưng cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Mấy người bọn họ tiếp tục tiến lên, sau đó phát hiện ra giày của Moon-chan rơi trên đất, bên trên có không ít vết máu. Jong-jin xác nhận cậu ta lúc này nhất định là lành ít dữ nhiều, vì vậy phải nhanh chóng tìm ra cậu ấy. Chính vào lúc này, bên cạnh xảy ra một vụ nổ mìn. Có lẽ ai đó đã chạm phải quả mìn. Đột nhiên một cái bóng vụt qua. Cảnh khuyển giống như phát hiện ra thứ gì đó, nó bắt đầu trở nên kích động. Thế là nhóm tìm kiếm chia thành hai đội. Đội 1 mai phục tại chỗ, đội 2 do Jae-jin dẫn theo chó cảnh vệ đi vào bên trong khu rừng tìm người. Sau khi đi được một lúc, con chó giống như phát điên chạy về phía cánh đồng cỏ. Jong-jin và Jae-jin cũng nhanh chóng đuổi theo đến một bãi đất trống. Jong-jin đột nhiên bịt miệng Jae-jin lại, bảo cô hãy nhìn về đằng trước. Lúc hai người chuẩn bị nổ súng, đối phương lại biến mất lần nữa. Bọn họ chỉ có thể tiếp tục tìm kiếm ở phạm vi rộng. Cảnh khuyển rất nhanh đã tìm thấy thi thể của Moon-chan. Trên cổ nạn nhân có nhiều vết cắn, giống như bị thú dữ tấn công, nhưng lại không phát hiện vết tích chống trả. Điều càng kỳ lạ hơn là trên cánh tay của anh ta còn có chất nhầy kỳ lạ. Jae-jin vô cùng khó hiểu, quyết định quay về báo cáo tình hình với tổ 1. Những người còn lại sẽ đợi ở đó để chờ cứu viện. Nhưng cô ấy vừa quay lại đội 1 thì đã xảy ra chuyện khác. Trong lùm cây phía trước phát ra tiếng kêu của vô số loài thú hoang. Trong bóng tối lại xuất hiện một ánh mắt màu xanh. Đội tìm kiếm căng thẳng quan sát xung quanh. Bọn họ nhanh chóng phát hiện mấy người đã bị một đàn chó hoang bao vây xung quanh. Binh sĩ lập tức nổ súng bắn trả. Nhưng mấy con chó hoang này điên cuồng hơn so với bọn họ tưởng tượng. Chúng không hề sợ hãi mà băng qua làn mưa đạn lao về phía họ. Rất nhanh đã có người bị nó xô ngã. May mắn Jae-jin đã kịp thời nổ súng giải cứu đồng đội. Cuối cùng đàn chó hoang dưới sức ép của lửa đạn chỉ có thể bỏ đi. Nhưng cùng lúc đó chó của Jong-jin lại giống như đánh hơi được gì đó. Nó không nghe theo mệnh lệnh của chủ nhân, kéo mạnh làm đứt dây xích rồi lao nhanh về phía trước. Jong-jin nhanh chóng đuổi theo, nhưng lại phát hiện con chó đã chạy vào khu vực bãi mìn. Nam chính do dự một lúc, sau đó vẫn quyết định chạy vào khu vực chết người này. Nhưng chưa đi được bao lâu thì phía trước đã xuất hiện một vụ nổ. Jong-jin vội vã chạy qua, phát hiện con chó đã bất động nằm trên đất. Con chó đã bầu bạn với anh bao nhiêu năm nay, bây giờ đã bị chết. Jong-jin không kìm nổi mà rơi nước mắt. Nhưng may thay nhiệm vụ lần này của bọn họ cũng xem như là đã hoàn thành. Thi thể của Moon-chan được đưa về căn cứ, mà báo cáo hoạt động lần này cũng được gửi tới tư lệnh Bộ Quốc phòng Lee Hee-uk. Không ai nghĩ tới sự việc có vẻ bình thường này lại làm vị lãnh đạo này đau lòng không thôi. Bởi vì sự việc xảy ra ở khu phòng ngự 21, đối với ông mà nói, giống như tồn tại một cơn ác mộng. Năm 1997, mối quan hệ giữa Nam và Bắc Triều Tiên vô cùng căng thẳng.
Lúc đó đội tuần tra của Hàn Quốc ở khu 21 gần biên giới phát hiện một sĩ quan người Triều Tiên đang ôm một đứa trẻ vượt biên giới. Sau khi hỏi thăm thì mới biết cô ấy muốn đem đứa trẻ bỏ trốn. Nhưng không lâu sau quân lính của Triều Tiên cũng đuổi tới. Trong lúc hai bên đối đầu với nhau, không ngờ một quân nhân người Hàn bởi vì quá căng thẳng nên đã không cẩn thận nổ súng. Điều này đồng nghĩa với việc ra tín hiệu tấn công. Ở một đồng cỏ không có gì che chắn, binh lính hai bên đọ súng qua lại. Nữ sĩ quan chết ngay tại chỗ. May thay đứa trẻ vẫn bình yên vô sự. Nhưng binh lính hai bên người thì chết ngay tại chỗ, người thì bị thương nặng. Dựa theo nguyên tắc của quân đội, binh sĩ nổ súng đầu tiên sẽ phải chịu hình phạt nặng nề. Nhưng không ngờ tới cậu ta và một người khác lại thông đồng với nhau, giết hết những đồng đội đang bị thương còn lại. Sau đó trở về nói dối rằng do quân đội bên Triều Tiên nổ súng trước. Hai người bọn họ may mắn sống sót trở về, được vinh danh trở thành những chiến sĩ yêu nước sẵn sàng bảo vệ Tổ quốc. Dưới sự lan truyền của giới truyền thông, hai người họ cũng ngày càng nổi tiếng. Hiện nay một người làm tư lệnh Bộ Quốc phòng chính là người đàn ông tên Lee Hee-uk, chỉ cần nhắc tới khu 21 sẽ run cầm cập. Một người là Han Dae-sik, đi theo con đường chính trị, trở thành nghị viên có thể hô mưa gọi gió của đất nước. Tại trụ sở Bộ Tư lệnh Quốc phòng, pháp y đang tiến hành kiểm tra sơ bộ thi thể của Moon Chan, đoán rằng đối phương là do bị thú dữ cắn, mất quá nhiều máu nên mới hy sinh. Jae Jim lại cho rằng việc này có liên quan tới virus bệnh dại, bởi vì trên thi thể người chết và con chó đều có một loại chất nhầy giống nhau. Nhưng hiện nay pháp y vẫn không thể xác định cụ thể, phải đợi đến khi có kết quả xét nghiệm mới có thể nói chính xác. Jong Jin lúc này cũng gặp không ít rắc rối. Cấp trên cho rằng cái chết của Cảnh Khuyển là do Jong Jin làm việc không cẩn thận, bị phạt tội không bảo vệ cẩn thận vật tư. Jong Jin phản bác lại, chó cảnh vệ không phải là vật tư, nó là một sinh mạng sống sờ sờ. Jong Jin tức giận xé rách tờ báo cáo điều tra trên bàn. Đúng lúc Jae Jim đi qua phòng thẩm vấn, nghe thấy tiếng cãi nhau ở bên trong, cố ý chờ Jong Jin ra ngoài định an ủi anh ấy. Hóa ra trước đây hai người từng là người yêu cũ, sau đó bởi vì hiểu nhầm và mâu thuẫn mà chia tay nhau. Jae Jim là một người thẳng thắn, dứt khoát. Đối với những chuyện trong quá khứ cô không muốn giải thích gì nhiều, cứ như vậy quay người rời đi. Lúc này bên pháp y lại gọi điện đến cho cô. Kết quả kiểm tra thành phần máu đã có trên người nạn nhân quả thực có virus bệnh dại, hơn nữa còn phát hiện biến thể. Điều này khiến cô cảm thấy chuyện này không thể coi thường, nói không chừng còn có thể là âm mưu của Triều Tiên. Lúc này Jong Jin đang bị giam lỏng trong một căn phòng chờ đợi phán quyết của cấp trên. Anh ấy từ đầu đến cuối đều cho rằng mình không làm sai. Chính vào lúc này lại có một quân nhân bước vào. Cậu ta cũng làm trái với kỷ luật quân đội, vừa nhìn đã thấy không ưa gì nhau. Jong Jin trong lòng vốn đang khó ở, suýt chút nữa ra tay đánh cậu ta. Không ngờ sáng hôm sau, Jong Jin lại bị đưa tới Bộ Tư lệnh Quốc phòng. Jae Jim nói với anh ấy là không cần đợi quyết định của cấp trên nữa, Tư lệnh Lee Hee-uk muốn gặp mặt anh. Ông ta muốn tìm hiểu sự tình ở khu 21. Bọn họ nhanh chóng đi tới phòng hội nghị. Bên trong toàn các sĩ quan cấp cao, bọn họ đang tập trung xem lại băng ghi hình. Chính là nơi khu phi quân sự 21 nơi xảy ra vụ việc vừa rồi. Video quay lại một bóng đen thần bí, mà Cảnh Khuyển cũng không phải do dẫm vào mình, mà là trong lúc đối đầu với bóng đen đó, bị đối phương ném vào khu mìn. Không ngờ nghị viên Han Dae-sik cũng có mặt ở đây. Sau khi hiểu rõ tình hình, ông ta bình tĩnh đi ra khỏi phòng. Mặc dù nhìn ông ta có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại như lửa đốt, không ngừng thúc giục Tư lệnh Lee Hee-uk phải nhanh chóng điều tra rõ ràng chân tướng vụ việc ở khu 21. Nếu không nó sẽ mãi mãi trở thành cái kim trong lòng hai vị lãnh đạo này. Vậy nên Tư lệnh Lee Hee-uk lập tức ra chỉ thị, quyết định thành lập một đội đặc nhiệm. Nhiệm vụ chính là điều tra kỹ càng sự việc lần này, bắt được người thần bí bên trong video. Dưới sự tiến cử của giáo quan, Min Kyu được bổ nhiệm làm đội trưởng. Cậu ta chính là người bị nhốt chung với Jong Jin lúc trước. Mặc dù anh ta phạm phải lỗi, nhưng thực lực cũng không thể phủ nhận. Tư lệnh Lee Hee-uk còn đặc biệt dặn dò Min Kyu, nếu như nhiệm vụ lần này hoàn thành, sẽ không truy cứu những chuyện lúc trước nữa. Sau khi cảm nhận được sự thành thực và quyết tâm của cậu ta, trái tim đang treo lơ lửng của tư lệnh cũng yên tâm phần nào. Nhưng điều khiến người khác không ngờ tới là Jong Jin cũng được sắp xếp vào đội đặc nhiệm, nhưng nội tâm anh ấy rất mâu thuẫn, bởi vì 3 tuần nữa là anh ấy có thể xuất ngũ trở về nhà rồi. Sau khi nhìn thấy con chó cảnh vệ mới mà cấp trên đã chuẩn bị cho anh, Jong Jin tức giận không biết nói gì. Nhưng quân nhân phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên, nam chính chỉ đành bắt đầu bồi dưỡng tình cảm với con chó. Đã đến lúc bọn họ phải đi làm nhiệm vụ, Jong Jin mặc dù không tình nguyện, nhưng sáng sớm đã mang theo con chó đi tới địa điểm tập kết. Ở đây anh ấy gặp được đồng đội mới, trung sĩ Park Ki-jung và Choi Jun-jae. Sau đó Min Kyu cũng nhanh chóng đi tới chỗ mọi người. Sau khi Jong Jin nhìn thấy cậu ta, đột nhiên cảm thấy ngượng ngùng. Nhưng Min Kyu dường như đã quên những chuyện không vui trước đó, vẫn là một bộ mặt lạnh tanh. Những đồng đội này đều là những người có tài năng xuất chúng từ các đội khác nhau. Nghĩ tới nhiệm vụ khó khăn lần này, còn thêm cả một đội trưởng không dễ hầu hạ, Jong Jin trong lòng không thoải mái. Mà ở căn cứ Bộ Tư lệnh, Jae Jim vẫn đang nghiên cứu tư liệu virus bệnh dại mà bác sĩ đưa cho. Một lúc sau cô đi ra ngồi ngoài hành lang để nghỉ ngơi, đột nhiên nghe thấy âm thanh kỳ lạ truyền ra từ phòng để sát. Bây giờ đang là giờ tan làm, đáng lẽ không nên có ai ở bên trong. Jae Jim nghĩ đến đó liền chậm chậm đi vào phòng xác, mở cửa ra liền nhìn lên cái bàn để thi thể.
thi thể của Moon Chan đã không thấy đâu nữa. Cô đang định mở đèn lên thì lại phát hiện chỗ công tắc có hai vệt máu. Jae Jin nhanh chóng cảm thấy có chuyện chẳng lành. Đột nhiên một lực lớn từ đằng sau đẩy cô ấy ngã. Không ngờ tới đối phương lại là Moon Chan chết đi sống lại. Hai mắt cậu ta chuyển sang màu đỏ, không ngừng há miệng cắn phá điên cuồng. Bốn chân bò dưới đất giống như loài thú dữ. Jae Jin tránh bên này né bên kia, không biết liệu có thể tránh được sự truy sát của đối phương hay không. Trên đây chính là nội dung tập 1 và 2 của bộ phim Truy Tìm. Muốn biết diễn biến tiếp theo của bộ phim thì hãy ấn theo dõi kênh của bọn mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những tập phim tiếp theo.